Ok, hello, chào mừng anh đến với channel của mình nhá. Thì mình là Gen TV đây em ơi. Thì clip hôm nay mình sẽ dạy anh em cách ống điện tử từ sơ sinh lên 1,5 triệu nhanh nhất có thể em ạ, với tốc độ ánh sáng luôn. Thì úp từ sơ sinh lên 1,5 triệu nó rất nhiều cách em ạ, nó rất nhiều cách luôn. Thì hôm nay mình sẽ dạy em một cách úp đơn giản nhá, đơn giản và hiệu quả em ạ. Ok, thì đầu tiên là phần chọn con đệ nhá. Anh em hãy chọn con đệ là điện tử nào chỉ số ngon một tị em ạ. Đây những đệ mình em ơi, anh chọn chỗ này là chỉ số đó là MHB nó cao hơn HB nó cao hơn Ki hoặc là bằng Ki em ạ, chứ đừng đừng cho con đệ nào mà Ki được gấp 3 lần con đệ tử Ki được gấp 3 lần HB con đệ tử em ạ, rất là khó úp luôn. Cả giáp nữa. Dạ anh em chọn đệ tử nào nó giáp trên 100 từ 150 từ 100 này trên 150 và cả đến 200 hơn 200 em ạ. Úp nó dễ hơn em ạ. Đấy. Ok về thử cái úp luôn này. Thì bây giờ đang có sự kiện là Halloween các bạn, để bất tử các bạn, mình sẽ biến con đệ mình bất tử luôn này. Mình ok mình sẽ đến đến ấy úp nhá. Chạm vũ trụ đi này. Mình sẽ đến núi hoa vàng úp các bạn. Để anh nào kiểu là muốn không gặp sư quái thì đến núi hoa vàng úp nhá. Kiểu còn nào muốn đem nhiều hơn là cả bị gặp sư quái thì đến đảo Kame hoặc đảo Rui úp các bạn. Ô hơi lag rồi. Hơi lag nhỉ. Là mình sẽ để mình sẽ qua không nhầm núi núi hoa vàng ở Apex thì mình phải tìm thấy đấy em ạ, hơi nhầm là sang sườn trọt. Ok mình sẽ đến thấy à đến Apex cứ nhầm thôi, trời ơi Apex này cái sao mình có việc để đẹp ảo nhỉ, đẹp nhỉ. Ok mình sẽ đến núi hoa vàng này. Ui dồi ôi. Đấy, núi vàng của con heo các bạn là con heo nhá. Con heo da xanh. Đây, đó con da xanh các bạn. Ok, mình sẽ chọn góc đẹp này, chọn góc đứng này. Đây, chọn đứng này em ơi. Mình chọn góc vào đây này. Ôi trời ơi, sao có bị lag ta. Đấy, có đứng đây. Mình sẽ đổi cờ. Sẽ đi theo này. Ok, xong mình sẽ đổi khu đi. Khu đó không có người em ạ. Đấy. Được rồi. Nên mình đi theo mình ta, mình đi theo rồi mà. Đi theo. Đi theo, là mình sẽ chat thử theo các bạn. Ok, mình sẽ đổi cờ đấy em ơi. Mình đeo lại thử nhưng mà cho nó gọi là bất tử, biến thành con ma của mình. Biến ma con lợi. Đấy, biến ma này các bạn. Sau đó anh ấn bảo vệ này. Bảo vệ. Ôi, để mắc bị mắc kẹt em ạ. Trời ơi, mình đấm phát cho nó đỡ mắc kẹt á. Để đấm khá là ok bạn, đấm đấm bách luôn đấy. Mình choáng ấy, mình sẽ choáng cho con đệ nó ấy, cho nó đấm. À, đấm phát 38 ấy, khá là easy game luôn. Mình chui góc lát này em ạ. Ôi. À, mình ấn chuyển tấn công chứ, con đệ mình nó hơi bị ngáo em ạ. Bị ngáo ngơ một tí. Ok, tấn công đi con ơi. Thì beo này vấn đề nó beo này này thì ông đánh đệ tôi này cũng được bình ông 2 sao luôn. Em vừa treo tử vừa lúc anh treo tử nhá, đây tử đấm ra bị ngô các bạn, bị đấm ra bị ngô đấy, khá là easy luôn. Đây rồi con đệ mình để đấm khá nhiều đấy các bạn, đấm ok không, đấm chỉ con quái này đánh đệ mà mất một máu thôi, đấm con lợi đấy. Ok bên dưới cách làm đánh con đệ nó không bị gọi nào anh nó không tìm bố bùa ấy thì anh em chỉ có đệ nhá, anh nào kiểu là không có gặp để bố bùa ấy thì anh em phải úp úp một lúc nó con đệ nó sẽ bảo là sao sư phụ không đánh đi ấy. Mình chỉ hướng dẫn em cách chỉnh cách đấy luôn nhá, anh chỉ có đệ này chỉ có đệ này nhá, ấn được skin 2 chỉ có đệ này. Ô có đệ mới rồi chỉ được chưa, em ấn AK nhá đấy. Đấy là con đệ lại là con tự tin con đệ không mất sống mà không mất sống với cả nhỉ, với cả không gọi là không bị gọi là con đệ là kiểu là sao không đánh đi ấy kiểu là bị vậy đấy. Con anh nào giàu có tiền thì mua bùa em ạ, mua bùa đệ rồi úp thì cũng dễ là lệ khá gì lên em ạ, khá gì luôn. Đây em cứ treo thôi, lần ba cách
cho đậu đấy. Ok, hướng cái bút độ này, cái bút độ này phải đặt này. Em chỉ là 100 giây nhé, anh nào anh làm đậu đậu gì nhỉ? Đậu khoảng đậu 5 đậu 6 thì cài 105 giây cho mình. Còn đậu và đậu 3 đậu 4 thì cài 100 giây nhé. Đâu? Auto bút độ rồi. Auto bút độ này, auto cho đậu. Bút chỉ số này. Bút thời gian này. Đấy, anh em chỉnh là 150 giây nhé. 150 đấy, anh ơi, ok. À, chỉ 100 giây, đệm, nếu đệm 3 chỉ 100 giây thôi. Đấy, ok. Khá easy em ạ. Ôi giời, cũng khá dễ lên là, đấy, con đệm mình lên được 278. Nếu mà anh nào của Lan Sự X2 này, Lan Sự Bất Tử, anh có thể qua đảo camera úp nhá. Đảo camera em ạ, đảo camera úp cũng khá easy thôi. Đảo camera đi. Mình được ở khu không người luôn. Đấy, sao các bên X nhiều hơn em ạ. Đấm một nhưng mà nó gặp sức quái. Khá là gặp sức quái phải chịu thôi. Đứng góc nào cũng dễ ta. Đấm mình đứng góc này đi. Khá nhiều người úp lên mình đổi khu không người, đang bật cờ. Mong em chết. Ủa khu nào có người đấy em ạ. Ở đây có khu không người đây, khu 23 không người. Đấy đấm ở đây nhau, ở đây con quái đó, nó chưa máu các bạn, nó tận 3.000 máu cơ. Con heo kia chỉ có nhỉ, nó có chỉ có 1k5 máu thôi. Úp khá gì, úp con sơn đánh mất chết mình rồi. Đấy em chỉ treo em ạ, chả phải làm gì hết thôi. Úp con sơn đánh mình. Trời, khu không người con sơn xuất hiện em ạ. Đấy mình hướng em khá gì vào sâu xa, khá chuẩn chỉ em ạ. Anh em thấy hay như này một like, một đăng ký ủng hộ mình nhá, cảm ơn rất là nhiều luôn. Bye bye anh em.